Hello, xin chào các bạn quay lại với Nghề Trader. Hôm nay là cuối tuần và chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình nhận định tuần giao dịch sắp tới trên thị trường ngoại hối Forex. Tuần giao dịch từ 16 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021. Sử dụng công cụ quen thuộc đó là hệ thống Ichimoku Kinko Hyo với các thông số mặc định. Tất cả thì đều là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Các bạn hãy xem với tính chất tham khảo kết hợp cùng hệ thống của các bạn để có thể giao dịch tốt hơn. Ichimoku thì giúp các bạn xác định được xu thế rất là tốt, và khi mà xác định được xu thế thì dù các bạn sử dụng bất kỳ một công cụ nào để vào lệnh, bất kỳ hệ thống nào thì các bạn đều có khả năng tăng xác suất chiến thắng lên so với việc giao dịch ngược với xu thế. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng chỉ số của đồng đô la Mỹ DXY và kết thúc bằng cậu vàng như thường lệ. Tuần vừa rồi thì hầu hết chúng ta không có những xu thế rõ ràng trên đồ thị daily, khi mà hầu hết các cặp đều chỉ đi ngang hoặc là đi lên rồi đi xuống một cách vô định và không theo một xu thế rõ ràng trên các đồ thị lớn. Đầu tiên thì DXY chúng ta thấy là ngày thứ 2, thứ 3 giá tăng, sau đó đến ngày thứ 4 thì nó lên một chút và tạo đỉnh sau khi nó phản ứng với vùng kháng cự, chạm chính xác đến vùng kháng cự 93.191, sau đó quay đầu xe và hiện giờ thì nó đang ở vị trí của Kijunsen. Vị trí của Kijunsen chính là điểm cân bằng trong trung hạn của đồ thị daily, và Tenkan thì là điểm cân bằng trong ngắn hạn. Hiện giờ thì nó đang ở khu vực Kijun, và đồng thời chỗ này chúng ta thấy là Tenkan cũng đang ở gần như trùng lên Kijun. Nếu các bạn biết các công thức của Ichimoku thì các bạn sẽ hiểu tại sao Tenkan lại gần như trùng với Kijun. Là bởi vì điểm cao và điểm thấp trong 26 nến và 9 nến gần như bằng nhau. Hiện giờ thì các đường Ichimoku, Tenkan, Kijun đi ngang, đám mây đi ngang, Chiko thì trồng lên đường giá trong quá khứ. Vì vậy nên đây là một thị trường đi ngang cơ bản. Vì vậy nên là về xu thế thì chúng ta sẽ chưa có xu thế. Về trạng thái cân bằng thì vì giá ở vị trí của Tenkan và Kijun nên là chúng ta đang ở vị trí cân bằng trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên về dài hạn thì lại chúng ta đang trong một xu thế tăng khi mà giá vẫn đang ở bên trên Kumo. Chúng ta sẽ chờ xem giá sẽ phải đứng thế nào ở tại khu vực Kijun này để có thể đưa ra những quyết định giao dịch. Nếu trường hợp mà Kijun trở thành một hỗ trợ của giá và sau đó giá bật tăng và đóng cửa bên trên thì ta có thể canh mua vào. Cái target đầu tiên là vùng 93.191 và tiềm năng nó sẽ break out và chúng ta sẽ có một sóng N trên đồ thị daily. Hiện giờ thì chúng ta đang trong một sóng Y thôi. Sau khi nó tạo một sóng V này, hiện giờ chúng ta đang một sóng Y và chúng ta sẽ xem là hướng đi tiếp theo như thế nào. Nếu nó break out được vùng này, ta sẽ có một sóng N, nó có thể kỳ vọng vào những nhịp tăng tiếp theo của DXY. Còn nếu giá tiếp tục đi xuống này, chúng ta có thể tạo những sóng N giảm và có thể nó sẽ quay về Kumo. Theo các chu kỳ thời gian thì ngày 18 là ngày đáng chú ý nhất của tuần giao sắp tới. Dựa trên chu kỳ 11 ngày đỉnh và đáy, có thể ngày này nó sẽ có thể tạo đỉnh hoặc đáy. Chúng ta sẽ chú ý trong ngày 18 tháng 8 năm 2021 này. Hiện giờ tại đồ thị daily thì chúng ta sẽ chưa thể xác định xu thế của DXY, và theo quan điểm cá nhân của mình thì đi lên và đi xuống thì đều là 50-50 mà thôi. Với đồ thị H4 hiện giờ chúng ta đang thấy là sau khi nó break out được Kumo này và đi lên tương đối mạnh thì nó đã chạm với vùng kháng cự, sau đó tạo một sóng N giảm và hiện giờ đang ở khu vực Kumo. Đám mây tương lai đi ngang, Tenkan Kijun đi ngang, và vừa chúng ta có một cú dead cross ở đây, sau đó là Chiko break out, và nếu như giá tiếp tục đi xuống và phá được Kumo thì chúng ta sẽ có một setup Sanenku Gakuten của Ichimoku Kinko Hyo.
khi mà chúng ta có ba sự giao cắt, Tenkan cắt xuống Gijun này, Chico cắt xuống đường giá này và giá cắt xuống Kumo, khi đó thì chúng ta có thể chờ những cú hồi cánh sell follow theo chen giảm trên đội tiện 4. Còn để tiếp tục tăng thì chúng ta cần chờ giá phá lên để Tenkan cắt lên Gijun này, đám mây hướng lên và Chico thoát khỏi đường giá, khi đó thì mới nên chờ mua. Còn hiện giờ thì rõ ràng tại H4 thì xu thế giảm sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn. Ok, chúng ta sẽ đến với các cặp Forex của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Tương tự với DXY, chúng ta thấy là sau khi nó phản ứng với vùng kháng cự 0.92331, giá đã quay trở lại khu vực Kumo sau khi nó không thể break out được vùng kháng cự này. Hiện giờ thì giá đang ở ngay khu vực Spana. Spana thì là điểm cân bằng của ngắn và trung hạn. Nên là với việc đám mây đi ngang này và Chico Span thì đang ở bên trong trồng lấn đến đường giá quá khứ, thì giống với DXY chúng ta cũng chưa thể xác định được xu thế tiếp theo của đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Trạng thái cân bằng thì nó đang ở vị trí cân bằng của ngắn và trung hạn và đang ở vị trí của khu vực Kumo. Có thể nó sẽ đi xuống một nhịp nữa, chạm vào Gijun sau đó bật lên, hoặc phá Gijun đi xuống và về đến vùng Span B. Nên là với những cặp như này thì chúng ta cần phải chờ đợi giá di chuyển. Một là nó có thể đóng cửa bên trên Kumo bên trên, chúng ta có thể kỳ vọng vào một sóng nơ tăng. Còn trường hợp ngược lại, nếu như nó phá xuống khỏi Span B thì chúng ta có thể chờ đợi giá quay lại retest này, và sau đó khi đóng cửa bên dưới chúng ta sẽ tìm kiếm tín hiệu để sell với target là vùng 0.90197. Với đồ thị H4, sau khi nó tạo một mô hình đỉnh đôi tại đây thì đã quay trở lại bên dưới khu vực giữa của Kijun Sen và Kumo. Đây là về cơ bản thì chúng ta sẽ chưa thể mua bán trong những thời điểm như này. Để buy thì chúng ta cần phải chờ nó tiếp tục break out lên khỏi vùng này. Còn để sell thì chúng ta cần phải chờ nó phá xuống Kumo. Là có thể chúng ta cần chờ đến giữa tuần thì mới có thể có entry vào cặp này. Tiếp theo là đô la Mỹ và yên Nhật. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tất cả các đường Chimoku đều đang đi ngang. Chico thì ở vùng đường giá trong quá khứ này, nên là chúng ta sẽ chưa có xu thế trên đường thị daily. Tất cả đều đang đi ngang, và một điều nữa đó là giá đang chạy trong một sóng y dài. Khi mà chúng ta thấy là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao đáy trước. Đây là một con sóng mà rất là khó để giao dịch, bởi vì nó có thể tiềm ẩn nguy cơ biến động cao đội của Ichimoku Kinkoyo. Và ngày Hengabi tiềm năng đó là ngày 16 dựa trên chu kỳ thời gian 9 ngày. Nên là có thể trong ngày này nó sẽ tạo đáy, nó sẽ xuống một nhịp nữa tạo đáy sau đó đi lên, hoặc có thể retest lại Kumo sau đó tiếp tục đi xuống. VH4 thì tương tự với đô la Mỹ và yên Nhật thì chúng ta chưa có xu thế đối với cặp này, vì giá đang ở bên trong Kumo. Chúng ta cần chờ đợi nó break out Kumo, đám mây giao cắt chuyển giảm, khi đó thì mới nên chờ sell. Và giao dịch với những cặp như này thì hãy hết sức cẩn thận, bởi vì như mình nói thì nó đang đi trong một sóng y dài và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro tương đối cao. Đô la Mỹ và đô la Canada. Một tuần đi ngang của đô la Mỹ và đô la Canada, khi mà suốt từ ngày mùng 9 đến ngày cuối tuần, chúng ta thấy là nó hầu như chỉ loanh quanh tại khu vực Kijun và Tenkan. Hiện giờ thì Kijun đi ngang này, đám mây Span B đi ngang, Span Ma thì hướng lên, bởi vì Tenkan thì hướng lên. Chúng ta vừa có một nhịp tăng nhẹ trong ngắn hạn. Tổng quan thì chúng ta sẽ chưa có xu thế trên đồ thị daily của đô la Mỹ và đô la Canada. Tuy nhiên nếu mà nhìn trên đồ thị 4 thì giá đang ủng hộ việc đi xuống nhiều hơn. Và chúng ta thấy là sau khi chúng ta phá Kumo đi lên vào một sóng nở tăng này, giá đã tiếp tục đi lên một nhịp nữa và tạo một mô hình double top. Sau đó đi xuống này, chúng ta tạo một sóng nở giảm. Hiện giờ chúng ta vẫn đang bên trong sóng nở giảm này, và nếu như vùng này bị phá này, ta có thể kỳ vọng những nhịp giảm của đô la Mỹ và đô la Canada với target tiềm năng là vùng hỗ trợ tại 1.24217. Vậy nên là nếu như giá tiếp tục
đóng cửa bên dưới và phá được vùng này thì chúng ta có thể tìm kiếm tín hiệu sell đối với đô la Mỹ và đô la Canada, follow theo chân giảm trên đồ thị F4. Còn daily thì rõ ràng chúng ta cần phải chờ đợi thêm, bởi vì hiện giờ chúng ta thấy là hầu như giá chỉ đi ngang trong những 2 tuần gần đây. Euro và đô la Mỹ cặp này thì ngược chiều với DXY, ra thấy rõ ràng là giá thì cũng đang ở khu vực Kijun Sen của đồ thị daily, nên là nó có thể sẽ phản ứng với Kijun và đi xuống, hoặc là phá được Kijun và đi lên. Hiện giờ chúng ta cần phải chờ đợi thêm thông tin. H4 hiện giờ thì chúng ta đã có một sóng N tăng sau khi nó tạo đáy vào ngày 11 tháng 8. Và chúng ta cũng đã có hai sự giao cắt của Tenkan cắt lên Kijun và Chico Span cắt lên khỏi đường giá trong quá khứ. Và chúng ta sẽ hoàn tất tín hiệu setup Sankukoten khi mà nó break out được Kumo. Chúng ta sẽ hoàn tất 3 sự giao cắt của Sankukoten. Và khi đó thì chúng ta có thể tìm kiếm tín hiệu mua vào. Còn hiện giờ thì nó đang được hỗ trợ, được kháng cự bởi Spana và hoàn toàn có thể tiếp tục đi xuống trong tuần sau. Là chúng ta sẽ chờ đợi thêm thông tin. Nếu nó break out qua, chúng ta sẽ chờ mua vào. Còn nếu nó phá xuống khỏi vùng 1.17063 hoặc có thể phá đi xuống này, sau đó tạo các sóng nở giảm, thì chúng ta có thể cân nhắc để entry các lệnh sell, follow theo H4. Và khi đó thì nó cũng đã được kháng cự bởi Kijun Sen trên đồ thị daily. Với bảng Anh và đô la Mỹ thì cũng tương tự với đô la Canada, thì chúng ta cũng có một tuần đi ngang, nhưng mà hầu như giá không thoát khỏi Tenkan với Kijun này. Nó nằm ở giữa Tenkan với Kijun trong suốt cả tuần. Hiện giờ tất cả các đường Ichimoku đi ngang và Chico Span thì trồng lớn lên đường giá. Đang đây tiếp tục là một thị trường đi ngang toàn tập theo Ichimoku Kohio. Với thị trường này thì tốt nhất chúng ta nên chờ những cú breakout. Thì trên daily thì chúng ta cần phải chờ nó phá được vùng này để xác nhận một sóng N tăng này. Khi đó thì việc canh entry các lệnh buy sẽ rất là tiềm năng, với target tiềm năng là vùng 1.42515 và target tiềm năng có thể lên tới hơn 250 pip. Còn ở trường hợp ngược lại, chúng ta cần phải chờ nó breakout được vùng này và Tenkan cắt xuống Kijun, Chico breakout khỏi đường giá. Khi đó thì chúng ta mới tự tin cho các lệnh sell. Còn hiện giờ thì tại daily rõ ràng là mọi thứ đều chỉ đang đi ngang mà thôi. Trên H4 thì chúng ta thấy là giá sau khi thoát khỏi Kumo này thì tạo một mô hình double bottom và đi lên. Thì chúng ta sẽ chờ xem nó có thể tiếp tục breakout không. Nếu nó tiếp tục breakout, chúng ta sẽ chờ những cú hồi để cánh sell theo sóng N giảm tiếp theo. Còn không thì nó hoàn toàn có thể sẽ đi lên và chúng ta có thể chứng kiến Tenkan cắt lên Kijun này, Spana cắt lên Span B này, Chico thoát lên này, và cuối cùng là giá breakout khỏi Kumo, chúng ta sẽ có tín hiệu Sankukoten. Và đồng thời các đường Ichimoku sẽ ủng hộ xu thế tăng. Còn hiện giờ thì rõ ràng tất cả mọi thứ đều chưa rõ ràng. Tiếp theo là đô lốc và đô la Mỹ. Cặp này thì chúng ta thấy là liên tục từ suốt từ ngày cuối tháng 7 đến giờ, tức là đã hơn 2 tuần, giá liên tục loanh quanh tại khu vực Tenkan Sen và không có một bước đi nó rõ ràng. Nên là theo quan điểm cá nhân của mình thì tốt nhất chúng ta nên chờ đợi giá thực sự break out được vùng 0.72, 0.74275 hoặc là vùng 0.72895 trước khi đưa ra những quyết định giao dịch tiếp theo. Nếu nó break out lên thì chúng ta sẽ chờ mua vào với target là vùng Kumo. Còn nó break out xuống thì chúng ta có thể chờ sell. Còn không thì nó hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục lình xình tại khu vực Tenkan như thế này. Ta thấy là hành động giá trong thời gian này là rất là nhiễu và việc canh entry tại những khu vực này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất là cao. Khi mà nó liên tục đi ngang, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự đi ngang này qua hình thái của đám mây Kumo và Kijun Sen. Liên tục chỉ là đi ngang mà thôi. Và khi mà đi ngang này thì chúng ta thấy là Span B sẽ là trung tâm của đường giá này. Và với Ichimoku thì chúng ta có thể giao dịch trong những thời điểm đi ngang hoặc là những thời điểm thị trường có chen, sử dụng các đường Ichimoku cũng như là bổ sung theo đi chốt sóng. Với thời điểm hiện tại thì nếu như giá breakout được này và
tốt nhất là lên phá được đường này, ta sẽ có thể chờ đợi những sóng N tiếp theo để mua vào. Còn trường hợp lại nếu nó đi xuống thì chúng ta sẽ chờ nó breakout được vùng 10072886 để chờ sell. Bây giờ thì nó đang đi trong một sóng P trên đồ thị H4. Chúng ta cần những sóng N tăng giảm để có thể xác nhận xu thế tiếp theo. Và đô la New Zealand với đô la Mỹ thì cũng hoàn toàn tương tự. Hiện giờ thì trên H4 chúng ta cũng đang đi trong một sóng P của Ichimoku. Chúng ta sẽ chờ đợi xem nó sẽ có thể phá lên hay không. Với đô la New Zealand thì nếu như nó phá được vùng này, ta sẽ có một sóng N tăng này và chúng ta có thể chờ những cú hồi để canh buy. Bởi vì cặp này thì đi rõ ràng hơn là đô lốc của đô la Mỹ. Sau một tuần vào ngày mùng 9 này, giá quay về Kijun, sau đó đi lên. Tại thời điểm này chúng ta có thể canh để buy nếu như nó breakout được vùng này, tức là nó quay về Kumo của daily và target tiềm năng chính là vùng span B. Chúng ta có khoảng hơn 60 pip lợi nhuận tiềm năng. Còn ở trường hợp ngược lại, nếu nó phá xuống này và breakout được vùng này 0.69686 thì chúng ta sẽ tiếp tục canh để sell với target đầu tiên là vùng hỗ trợ 0.68983. Ok, và đó là các cặp forex chính của tuần vừa rồi. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cậu vàng. Tại đồ thị daily thì chúng ta có thể thấy là ngay ngày thứ hai đầu tuần, và tuần trước chúng ta dự đoán là nó sẽ tiếp tục giảm sau khi nó phản ứng tại vùng 1750, có thể có những cú hồi nó sẽ tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên thì ngay ngày thứ hai chúng ta thấy một nhịp giảm cực mạnh và nó đã về đến tít tận vùng hỗ trợ mạnh tại 1678, sau đó bật tăng và liên tục các ngày sau đó là một những cây nến tăng liên tiếp, và chúng ta đã có một cây hammer trên đồ thị weekly. Vì vậy nên là có thể nó sẽ tiếp diễn nhịp, có thể tiếp diễn đà tăng này và có thể quay về khoảng vùng 1790, hoặc là lạc quan hơn có thể quay về Kumo. Vì vậy nên là cá nhân mình đánh giá hướng đi của vàng đi lên sẽ nhiều hơn là đi xuống, mặc dù xu thế của daily hiện giờ vẫn đang là tất cả đi ngang mà thôi, bởi vì Tenkan Gijun và Spana Span B đi ngang sau khi nó tạo đáy vào ngày 9 tháng 8. Chúng ta sẽ chưa thể xác định được xu thế trên đồ thị daily. Tuy nhiên thì trên H4 chúng ta thấy là hiện giờ sau khi Tenkan cắt lên Gijun này, giá đã tạo những sóng N tăng. Ta đã có những sóng N tăng tại đây và đã back out được Kumo. Kumo đã twist, Kumo Spana đã cắt lên Span B vào cây nến cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng tuần trước là thứ 6, lúc 4 giờ sáng. Nên là có thể nó sẽ có những cú hồi, sau đó đi lên hoặc sẽ đi lên tiếp tục vào ngày thứ 2. Nên là đô thị S4, cá nhân mình ủng hộ xu thế tiếp tục đi lên của vàng và đô la Mỹ. Tại H1 thì ra đang trong những số đế tăng rất là tốt, thể hiện qua độ dày của đám mây này, và các đường trên cu thì đều hiện giờ đều đang hướng lên, thể hiện một số lượng tăng rất là mạnh và nó có thể sẽ tiếp tục đi lên và có thể về đến vùng 1800. Hiện giờ thì với cặp này thì mình cũng đang có một lệnh mua giữ từ tuần trước. Hiện giờ thì mình đã rời slot về entry và không còn rủi ro. Hiện giờ thì nó đang chạy tại mức là 2.1%. Và lệnh này là lệnh mình giữ qua tuần. Entry của lệnh này thực hiện vào 23 giờ ngày thứ 5, sau khi nó quay về và phản ứng với Kijun với stop loss là 129 pip. Stop loss đây, bên dưới vùng vùng đáy tại 1741. Và mình sẽ cập nhật chơi này trong các chương trình tiếp theo. Còn tổng quan, cá nhân mình đánh giá hướng lên sẽ chiếm một thế nhiều hơn đối với vàng cho tuần sắp tới. Còn trường hợp mà nó phá xuống một cách mạnh mẽ và đóng cửa bên dưới Tenkan Gijun thì chúng ta sẽ chờ những tín hiệu sóng N để canh sell. Bởi vì nó hoàn toàn có thể quay lại retest Tenkan Gijun, sau đó sẽ tiếp tục đi lên theo một sóng N tăng. Ok, và mình sẽ kết thúc chương trình nhận định tuần giao dịch
cho tuần giao dịch từ 16 đến 20 tháng 8 năm 2021 tại đây. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và an toàn bên gia đình, cũng như chuẩn bị thật tốt cho tuần giao dịch sắp tới. Và thị trường crypto thì trong những ngày vừa qua thì cũng rất là sôi động, và mình sẽ cập nhật trong chương trình ngày thứ hai với rất nhiều biến động của các cặp crypto, và vốn hóa cũng tăng rất là tốt trong tuần vừa rồi theo những nhận định đầu tuần của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại của mọi người. Cảm ơn đã theo dõi Nghề Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.